Tú Trinh chào đón quý vị đang đến với bản tin FBNC và ngay sau đây sẽ là những thông tin nổi bật có trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay 16 tháng 6. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá lại tác động của dự án lớn sân Đồng Nai. Người vay gói 30.000 tỷ đồng mua nhà ở thương mại không cần chứng minh thu nhập dưới mức chịu thuế. ANZ cắt giảm nhận định CPI Việt Nam năm 2015, dự báo chỉ còn tăng 1,7%. Thưa quý vị, trong báo cáo mới công bố chiều tối qua về triển vọng kinh tế các nước thuộc khu vực sông Mekong mở rộng, thì ngân hàng ANZ đã cắt giảm dự báo giá cả tiêu dùng Việt Nam năm nay so với mức nhận định được đưa ra hồi giữa tháng 3. Theo nhận định từ báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế khu vực Mekong mở rộng, ngân hàng ANZ cho rằng chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam, tức CPI năm nay, chỉ nhích thêm 1,7% so với năm ngoái. Trước đó, hồi giữa tháng 3 năm nay, ANZ vẫn còn dự báo CPI Việt Nam cả năm có thể tăng lên được 2,6%. Như vậy, con số này tuy cách khá xa so với mục tiêu kiểm soát CPI của chính phủ năm nay là sẽ tăng khoảng 5% so với năm ngoái. Nhưng dường như lại khá hợp lý với diễn biến thực tế hiện nay khi CPI cả 5 tháng đầu năm mới nhất được 0,2% so với cuối năm ngoái. Tuy cắt giảm mạnh dự báo CPI, nhưng NZ vẫn giữ nguyên dự báo trước đó cho rằng kinh tế năm nay vẫn tăng trưởng ở mức 6,5%. Về thâm hụt thương mại, ANZ cho rằng Mức thâm hụt năm tháng đầu năm nay khác hẳn về bản chất so với giai đoạn thâm hụt kỷ lục hồi giai đoạn 2008-2010 khi kinh tế tăng trưởng nóng. Đó là thâm hụt do nhu cầu nhập khẩu một lượng lớn máy móc và sản phẩm đầu vào cho các ngành công nghiệp phục vụ cho xuất khẩu. Thưa quý vị, Thủ tướng vừa yêu cầu thẩm định lại dự án lớn sông Đồng Nai mà thời gian qua đã nhiều lần được đề cập trên các phương tiện truyền thông. Trước đó thì sau khi vấp phải nhiều phản đối từ giới chuyên gia và công chúng thì chủ đầu tư dự án lớn sông Đồng Nai đã đề nghị được tạm dừng thi công vào hồi cuối tháng 3 năm nay. Theo yêu cầu của Thủ tướng thì Bộ Tài nguyên và Môi trường phải trực tiếp đánh giá lại tác động của dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai hay được gọi tắt là dự án lớn sông Đồng Nai. Trong đó, thì các cơ quan chức năng phải phân tích rõ tác động của dự án tới dòng chảy sông Đồng Nai. Đây sẽ là cơ sở để xử lý dự án trên. Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã cho phép thực hiện dự án cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai với phần diện tích lớn sông hơn 77.000m2. Tuy nhiên, do vấp phải nhiều phản đối từ giới khoa học và công chúng, nên đã tỉnh đã cho tạm ngưng dự án theo đề nghị của chủ đầu tư từ 28 tháng 3 năm nay. Chuyển sang một thông tin tiếp thưa quý vị, trước nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp cận gói tín dụng 30.000 tỷ đồng khi mua nhà đang gặp khó khăn, đại diện Cục Phát triển Nhà thuộc Bộ Xây dựng khẳng định khách mua nhà ở thương mại có cùng điều kiện với nhà ở xã hội, tức là diện tích dưới 70m2, đơn giá dưới 15 triệu đồng 1m2 hoặc giá trị hợp đồng dưới 1,05 tỷ đồng thì không cần chứng minh thu nhập dưới mức chịu thuế. Vương mắc lớn nhất khi cho vay gói 30.000 tỷ đồng theo nhiều khách hàng là vừa phải đáp ứng tiêu chí thu nhập dưới mức chịu thuế, vừa phải chứng minh đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, cục trưởng cục phát triển nhà thuộc bộ xây dựng, đối với các dự án nhà ở thương mại cùng điều kiện như nhà ở xã hội, khách mua không cần phải chứng minh thu nhập, chỉ cần cung cấp giấy xác nhận chưa có nhà ở hoặc là diện tích nhà ở quá trực trội dưới 8m vuông một người, kèm theo hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, xác nhận đóng bảo hiểm xã hội trong một năm và hợp đồng thuê mua nhà theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngân hàng nhà nước cũng đã có công văn đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất điều kiện vay gói 30.000 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho các ngân hàng trong quá trình giải ngân. Đến nay, số tiền cam kết cho vay thuộc gói 30.000 tỷ đồng đạt trên 14.000 tỷ đồng, tương đương gần 50%. Theo kế hoạch, gói này sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2016. Sau một lần bị ngừng áp dụng và các lần được điều chỉnh lấy ý kiến thì đến nay thông tư 20 quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp tục được nới rộng hơn về điều kiện. Theo thông tin từ Bộ Khoa học Công nghệ, đến bản chỉnh sửa gần nhất thì tổ chức cá nhân nhập khẩu máy móc cũ không dùng vốn ngân sách nhà nước phải đáp ứng được một trong hai tiêu chí là chất lượng còn lại từ 70% trở lên hoặc không quá 10 năm sử dụng. Đơn vị nhập khẩu máy móc thiết bị cũ phải có chứng thư thẩm định chất lượng hoặc niên hạn cấp bởi tổ chức đủ điều kiện và được Việt Nam công nhận. Như vậy so với phiên bản ban hành và có hiệu lực hồi năm ngoái, quy định chất lượng phải còn từ 80% trở lên và không quá 5 năm sử dụng thì đã có sự nới rộng đáng kể. Bộ Khoa học Công nghệ cho biết, thông tư 20 chỉnh sửa sẽ được ban hành lại ngay trong năm nay. Thưa quý vị, thông tin từ cuộc họp mới đây giữa Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp muốn làm sản phẩm phụ trợ cho Samsung cho thấy sẽ không dễ để trở thành nhà cung, cung, ứng cho đại gia này vì phải trải qua quá nhiều thủ tục ngặt nghèo, tốn kém thời gian và có thể phải thông qua nhiều doanh nghiệp trung gian. Cuộc họp với các doanh nghiệp muốn làm sản phẩm phụ trợ cho Samsung diễn ra sau khi Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh được Samsung đề nghị giúp tìm kiếm các nhà cung cấp nội địa tuy vậy nhiều doanh nghiệp e ngại sẽ khó có thể tìm được một chỗ đứng trong chuỗi sản xuất của samsung với nhiều lý do trong đó một phần vì thủ tục để được làm nhà cung ứng của tập đoàn này khá phức tạp và còn phụ thuộc vào các tổng thầu từ hàn quốc và trung quốc một phần vì sản phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe về chất lượng và hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn toàn cầu hơn nữa không giống các nhà cung ứng nước ngoài thường cung cấp cụm linh kiện doanh nghiệp việt nam mới chỉ có thể sản xuất linh kiện rời nên samsung cần nhiều thời gian để kiểm chứng Ngoài ra, tâm lý bảo trợ cho nhau giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng là rào cản cho doanh nghiệp nội địa. Còn theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, vì hạn chế nhiều mặt nên trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp trong nước cần chấp nhận làm nhà cung ứng cấp 3, cấp 4 cho các nhà cung ứng trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn như Samsung. Theo công bố mới nhất của trang mạng xã hội Facebook thể hiện mỗi người Việt Nam trung bình dùng 2,5 tiếng mỗi ngày để lướt Facebook. Công bố mới nhất của Facebook cho thấy trang mạng này hiện thu hút 30 triệu người dùng Việt Nam, trong đó trung bình mỗi người dùng 2,5 tiếng hàng ngày để lướt Facebook. Trong đó, số người dùng Facebook trên thiết bị di động như smartphone hay tablet chiếm đến 90%. Người dùng Facebook đa số ở độ tuổi khá trẻ, 75% là những người từ 18 đến 34 tuổi. Như vậy, nếu so với lần thống kê hồi năm 2012 của Internet World Stats, thì trong chưa đầy 3 năm, lượng người Việt Nam dùng Facebook đã tăng gấp 3 lần. Cũng theo thống kê của Facebook, số nam giới sử dụng Facebook cũng áp đảo nữ giới, với tỷ lệ sắp xỉ 55-45 những người việt nam trẻ tuổi sử dụng facebook chủ yếu để trò chuyện cập nhật thông tin bạn bè hoặc vào các trang facebook về thời trang mỹ phẩm hàng điện tử các bà mẹ là những người có tần suất sử dụng facebook cao nhất quý vị, chuyên mục mỗi ngày một con số. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến con số 50 tin nhắn. Đây là số tin nhắn tối đa mà mỗi thuê bao di động được gửi trong một ngày. Theo đó thì, theo đề xuất của Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin Truyền thông, đề xuất được cơ quan này đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng tin nhắn rác vẫn đang bùng phát mạnh trong thời gian gần đây. Ngoài việc hạn hạn chế mức gửi tối đa 50 tin nhắn một ngày thì mỗi thuê bao được gửi đi trong 5 phút tối đa 5 tin nhắn và trong 1 giờ tối đa là 20 tin. Theo cơ quan này, thì hạn mức có thể được Bộ Thông tin Truyền thông điều chỉnh tùy thời kỳ để phù hợp với thực tế. Trường hợp thuê bao nào có nhu cầu nhắn tin vượt hạn mức thì phải tiến hành đăng ký với nhà mạng. Một số nhà mạng cho rằng, để ngăn chặn tin rác thì chỉ nên quy định về tần suất gửi tin nhắn, chứ không nên quản lý về hạn mức tin nhắn. Có nhà mạng thì cho rằng, việc đề ra hạn mức có thể làm giảm doanh thu của doanh nghiệp, do đã vô tình buộc khách hàng chuyển sang dùng dịch vụ OTT nhiều hơn để liên lạc. Bộ Thông tin Truyền thông cho hay hiện đây hiện nay đây chỉ mới là đề xuất và chưa có lộ trình áp dụng cụ thể. Và xin mời quý vị tiếp tục đón theo dõi những thông tin nổi bật sau đây trong phần tiếp theo. Giá xăng dầu thế giới tăng dẫn đến giá xăng dầu trong nước cũng đang chịu áp lực tăng giá. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm tra sức khỏe tất cả các lái xe của doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là kiểm tra chất gây nghiện.